Dư âm những màn kêu lô tô chấn động mùa Tết Giáp Thìn, tập cho tụi nhỏ làm tốt. Cái gì nữa vậy? Ê, dài dáng kim vốn cơ. Cái gì vậy bà nội? Nữa hả? Hết mà. Rồi, xong hết chưa? Vô chưa? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vô. Ok chưa? Rồi nha, một chút xíu nữa thua là không có đòi lại nha. Vô nè. Tết tao lựa màu vàng cho nó hên nè. 20 cộng 9. 29. 29. Ai biết kết quả nhớ đọc lên cho mọi người nghe với nha. Okay. Tao cho tụi bay hại não chiến này nè. 15 nhân 2 cộng 1. 30 và 11. Chết rồi, tao kêu quá tao không biết số nằm đâu luôn. 80 chia 2 cộng 3 cộng 3. 46 hả? Nhanh đi. 100 chia 2 cộng 10 trừ 4. 56. Giỏi. Đúng rồi. Rầm. 7. Mày ăn chay ngày nào? Mày nói ngày nào cũng ăn chay á. À quên. Xin lỗi. Ăn chay mẹ con ăn chay vừa. À quên, xin lỗi. Mở quạt 20 cộng 20, đóng quạt nhân 2 cộng 5 trừ 2 cộng 2 trừ 2. Đâu lại. Cho tụi bay xe ke hết nè. Hai số giống nhau. Nãy giờ chưa được. Hai cây cuốc. Là gì? Cuốc. Bay bảy. Giỏi. Có ai đình chưa? Rồi. Chưa đình được gì luôn. Thấy ấy rồi. 60 chia 2. Còn nữa không? Cộng 8. Oh no. Trừ 8 nhân 2 cộng 8. 38. Rồi gì nữa? 68. Giỏi, em sai kia rồi. Chưa kịp nghe nữa. Lấy lên đây xíu đi. Đấy, gần quá, có chừng nó đổi à. À, tiếp tục. 5 cộng 5 cộng 2 cộng 2. 19. 5 cộng 5 cộng 2 cộng 2 mà ra 19 mày. Mày đi học lại đi. Tụi nó ra 14 á, có mình mày ra 19 đó. Rồi, có đứa nào kinh chưa? Chưa. Ba hàng. Con ba hàng nè. Ê, có đình chưa? Chưa. Hai số giống nhau. 22 cộng 22. 22 cộng 22 44. 30 nhân 3. 30 là 90. 90. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Mày đang tầm bậy. Ôi xin lỗi, cái xin lỗi. 24. Chuẩn bị nha. Chết bà rồi. Cộng 1 luôn đi. 24 cộng 1 hả? 25. Ủa sao chưa đứa nào kinh? Tao kêu dai dữ vậy bay. Dài quá luôn. Cắn cho con nào. 25 nhân 2 cộng 5 cộng 2. 57. 57. Cái kinh. Mày kinh hả? Chắc không? Còn đứa nào kinh nữa không? Vậy tao với mày chia đôi, lại đây tao dò. Nè Phan, đầu tiên cái trước nè. 13, 33, 57, 67. Ủa? Cái trên tên nè, hơi bỏ. Cái bỏ. Rồi, đợi xíu nha. Số 8 đâu? Số 8 đâu? Mới giờ là tao thấy số 8 không có rồi. Trời ơi. Sao quá. Mày là chưa kinh hả? Trời ơi. Sao mày đi hả ta? Bất ổn quá rồi, chơi lại bàn khác đi. Trời ơi là trời. Đúng rồi, chơi lại xả. Xả đi. Trời ơi. Nè, kêu gì mà dai thấy sợ đợi đúng luôn. Đúng rồi. Kêu tới cuối cùng đi. Kinh hố. Cái kỳ vậy? Rồi, chơi kinh hố. Ủa sao kỳ vậy hả?